Nam Hàn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích trong chiếc phà bị chìm. Lực lượng tuần duyên của Nam Hàn hôm nay đã tiếp tục tiến hành hoạt động tìm kiếm hơn 270 người bị mất tích sau khi chiếc phà Sewon bị lật úp vào hôm thứ Tư. Thủy triều mạnh và vùng nước biển âm u ngoài khơi bờ biển phía tây nam của Nam Hàn đã cản trở nỗ lực tìm kiếm những người sống sót. Lực lượng tuần duyên đã cột những túi không khí khổng lồ vào thân tàu để cho chiếc tàu không bị chìm xuống sâu hơn. Lực lượng cứu hộ cũng đã bơm không khí vào trong tàu, nhưng các thợ lặn vẫn chưa vào được nhiều khu vực của chiếc tàu, những nơi được cho là có nhiều người mất tích. Trước đó, trong ngày hôm nay, các cần cẩu đã đến hiện trường tai nạn. Các cần cẩu này sẽ được sử dụng để trục vớt chiếc tàu. Giới chức năng cho biết họ sẽ xem xét cẩn thận phương cách trục vớt vì quá trình này có thể gây hại cho những người có thể còn sống sót bị mắc kẹt bên trong. Vào chiều thứ Sáu, con số hành khách và thủy thủ đoàn trên chiếc phà Sewon được xác định lại là 476 người, số người được cứu thoát là 174 người. Có 28 hành khách đã được chính thức xác nhận thiệt mạng và còn lại 274 người mất tích được cho là bị mắc kẹt bên trong chiếc tàu bị lật úp. Phần lớn trong số những người mất tích là các học sinh của một trường trung học ở vùng ngoại ô Hoảng Thành. Hy vọng tìm được những người sống sót đang mờ dần.